Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu toán cộng với hai chữ số nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt trên màn hình và cùng theo dõi video với cô nhé. Cô có 11 cộng với 13. Bây giờ cô cùng các bé hãy cùng đi đặt phép tính nhé. Chúng ta sẽ đặt phép tính theo hàng dọc. Đầu tiên cô sẽ đặt số 11 trước, cộng. Tiếp theo là số 13. Cô sẽ viết thẳng hàng với số 11 sao cho cột hàng đơn vị thẳng với cột hàng đơn vị, cột hàng chục thẳng với cột hàng chục. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cộng nhé. Chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị trước, sau đó cộng tới hàng chục. Các bé ơi, đối với số có hai chữ số thì hàng đơn vị là số nằm cuối cùng và hàng chục là số nằm đầu tiên nhé. Rồi, bây giờ cô cùng các bé sẽ cộng hàng đơn vị trước nhé. Hàng đơn vị của chúng ta là 1 cộng 3 bằng 4. Tiếp theo, chúng ta sẽ cộng tới hàng chục. 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy, 11 cộng với 13 bằng 24. Bây giờ chúng ta sẽ đi điền kết quả nhé. 11 cộng 13 bằng 24. Tiếp theo, cô có 12, cô cộng với 13. Bây giờ để dễ dàng, chúng ta hãy cùng đặt phép tính theo cột dọc nhé. Rồi, đầu tiên cô sẽ đặt số 12 cộng. Tiếp theo, cô sẽ đặt số 13 thẳng hàng với số 12 sao cho cột hàng đơn vị thẳng với cột hàng đơn vị và cột hàng chục thẳng với cột hàng chục. Rồi, chúng ta tiến hành cộng nhé. Chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị trước. Hàng đơn vị là 2 cộng 3 bằng 5. Tiếp theo, chúng ta sẽ cộng tới hàng chục. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy là 12 cộng 13 bằng 25. Bây giờ cô cùng các bé sẽ cùng đi điền kết quả nhé. Đáp án của chúng ta là 12 cộng 13 bằng 25. Theo, cô có 13 cộng 14. Bây giờ cô cùng các bé hãy cùng đi đặt phép tính nhé. Đầu tiên, cô sẽ đặt số 13. Tiếp theo là cộng số 14 thẳng với số 13 sao cho cột hàng đơn vị thẳng với cột hàng đơn vị và cột hàng chục thẳng với cột hàng chục. Bây giờ chúng ta tiến hành cộng nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị trước. Hàng đơn vị là 3 cộng 4 bằng 7. Tiếp theo, chúng ta sẽ cộng tới cột hàng chục. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy đáp án của chúng ta là 13 cộng 14 bằng 27. Chúng ta sẽ quay trở lại điền đáp án nhé. 13 cộng 14 bằng 27. Tiếp theo, cô có 14
cộng 15. Bây giờ cô với các bé sẽ cùng đi đặt phép tính nhé. Cô có 14 cộng 15. Cô đặt sao cho số 15 thẳng với số 14. Cột hàng đơn vị thẳng với cột hàng đơn vị và cột hàng chục thẳng với cột hàng chục. Chúng ta sẽ tiến hành cộng nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị trước. Hàng đơn vị là 4 cộng 5 bằng 9. Tiếp theo, chúng ta sẽ cộng tới hàng chục. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy thì đáp án của chúng ta là 14 cộng 15 bằng 29. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại màn hình đầu tiên để điền kết quả nhé. 14 cộng 15 bằng 29. Các bé ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập một lần nhé. Các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ôn tập thôi. Các bé ơi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để làm ôn tập nhé. Các bé hãy cộng giúp cô nào. 11 cộng 13 bằng bao nhiêu nào? À, đáp án của chúng ta sẽ là 24. Tiếp theo, 12 cộng 13. Các bé hãy cùng tính cho cô nào. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ bằng 25. Tiếp theo, 13 cộng 14. Cô đố các bé bằng bao nhiêu nào? À, đáp án của chúng ta là bằng 27. Tiếp theo, cô có 14, cô cộng với 15. Cô đố các bé bằng bao nhiêu nào? Bây giờ, các bé hãy tính cho cô nhé. À, đáp án của chúng ta là bằng 29. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thanh Lâm cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát sóng vào những buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi và cùng học nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!